lịch sinh thái sông Chẹm thuộc ấp 17, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, cách trung tâm huyện U Minh khoảng 20 km từ thành phố Cà Mau. Du khách đi xe khoảng 50 km hướng đường Xuyên Á đến xã Biển Bạch, huyện Thới Bình. Rẽ trái qua cầu sông Chẹm và từ đây, du khách đi thêm khoảng 5 km nữa là sẽ tới khu du lịch sinh thái sông Chẹm. Sông Chẹm còn gọi là sông Tràm Chẹm là một chi lưu dài khoảng 36 km của sông Ông Đốc, có nguồn là sông Cái Lớn qua kênh Chất Bằng. Sông chảy qua huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang và huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Hội lưu với sông Ông Đốc tại giáp danh giữa xã Khánh An và xã Hồ Thị Kỳ. Sông Chẹm chia rừng U Minh thành hai vùng thượng và hạ, U Minh hạ thuộc tỉnh Cà Mau, U Minh thượng thuộc tỉnh Kiên Giang. Sông Chẹm uốn lượn như một dải lụa giữa rừng U Minh. Sông Chẹm có độ sâu trung bình 3-4 m, chiều rộng từ 80-10 m, có màu nước thay đổi theo mùa, đặc biệt mùa mưa, nước sông màu nâu sẫm của màu nước dớn rừng tràm từ các con kênh rạch đổ ra. Trong lưu vực sông Chẹm có khu du lịch sinh thái đặc trưng của rừng tràm U Minh với phong cảnh thiên nhiên yên tĩnh, bốn bề là màu xanh của cây tràm, là địa điểm du lịch Cà Mau lý tưởng để bạn đến thư giãn, nghỉ ngơi. Khu du lịch có tổng diện tích 1102 bao gồm rừng tràm. Đây là khu rừng nguyên sinh hàng chục năm tuổi, rất hoang dã, đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Dưới tán rừng có nhiều loài động thực vật phong phú. Đặc biệt, nơi đây được quy hoạch thành hai khu nuôi các loài thú thuộc dạng quý hiếm: gấu, vượn, chồn hương, nai, heo rừng, chăn, nhím to biển, lê lè, vịt trời, công cọc, giang sen, đà điểu. Không những thế, tại khu rừng này là vương quốc nuôi cá sấu, có con nặng gần 300 kg. Khi mùa xuân sang, hoa tràm thơm ngào ngạt, đây cũng là mùa ong về xây tổ, làm nên đặc sản mật ong U Minh nổi tiếng. Tại sông Chẹm có tour tham quan xuyên rừng tràm bằng xuồng máy rất thú vị, bởi kênh, bương đầy hoa sen, hoa súng và các loài hoa dại thi nhau khoe sắc rực rỡ. Sau khi vãn cảnh, bạn đừng quên ghé khu ẩm thực sông Chẹm được thiết kế với những căn chòi thủy tạ nằm trên những con kênh. Có chòi thì len lỏi trong những tán rừng tràm để thưởng thức những món ăn dân dã như cá lóc nướng chui, cá rô kho tổ ăn với đọt trọi xào, lươn nấu canh chuột cái rác.